lần đầu tiết lộ bí mật động trời bên trong chùa Thiên Mụ sau hàng trăm năm che giấu. Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với số mới nhất của Tuyệt Mật. Quý vị thân mến, Huế vốn là nơi quy tụ của nhiều di tích thắng cảnh, nhiều ngôi chùa cổ kính nổi tiếng của Việt Nam. Nhưng ngôi chùa xưa nhất có lẽ phải kể đến chùa Thiên Mụ, nơi có sự tích ra đời gắn liền với bước chân mở cửa của vị chúa Nguyễn đầu tiên xứ Đàng Trong. Ca dao Việt Nam có câu, gió đưa cảnh trúc La Đà, tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà thọ xương. Hẳn chùa Thiên Mụ từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của xứ Huế mộng mơ. Nơi này không chỉ yên tĩnh là điểm đến lý tưởng cho các Phật tử thập phương mà còn lưu truyền một lời nguyền tình yêu. Bởi vậy, đối với nhiều người, chùa Thiên Mụ là chốn linh thiêng và đầy bí ẩn. Hãy cùng Tuyệt Mật đi khám phá những điều bí ẩn này bên trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé! Chùa Thiên Mụ là ngôi chùa cổ nằm trên đồi Hà Khê, phía trước là dòng sông Hương Thơ Mộng, thuộc địa phận phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa chính thức được khởi lập năm Tân Sửu năm 1601, đời chúa Nguyễn Hoàng, vị chúa Nguyễn đầu tiên ở đất Đàng Trong. Tích xưa kể rằng, sau khi nghe lời khuyên của trạng trình Nguyễn Bình Khiêm, hoành sơn nhất đáy, vạn đại dung thân, Nguyễn Hoàng xin chúa Trịnh được phép vào Đàng Trong cai quản. Khi vào làm trấn thủ xứ Thuận Hóa, lúc đi khảo sát dọc bờ sông Hương, Nguyễn Hoàng nhìn thấy một ngọn đồi nhỏ nhô lên trên dòng nước với hình thế tựa như một con rồng đang quay đầu nhìn lại. Ông liền hỏi người dân và được người dân cho biết đó là đồi Hà Khê. Tương truyền ngày trước, chính ngay ngọn đồi này đã có một lời tiên đoán hết sức bí ẩn lưu truyền như sau. Vào một đêm nọ, bỗng có một người phụ nữ trông thể sắc thì còn trẻ, nhưng mái tóc bạc phơ, mình vận áo đỏ, quần xanh, ngồi dưới chân đồi than vãn, rồi cất tiếng to. Đời sau, nếu có bậc quốc chủ muốn bồi đắp mạch núi để làm mạch cho Nam Triều, thì nên lập chùa thờ Phật, cầu thỉnh linh khí trở về nơi núi này để phúc dân giúp nước. Tất không có gì phải lo. Người ấy nói xong liền biến mất. Nhân đó mà núi này được gọi là Thiên Mụ Sơn. Chúa Thượng cho rằng đất này có linh khí, bèn dựng chùa gọi là Thiên Mụ Tự. Nằm bên bờ sông Hương yên ả, chùa Thiên Mụ hiện ra như một bức tranh tĩnh mịch dung hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên, thu hút du khách xa gần. Theo đó, ngôi chùa không chỉ nổi tiếng với 108 tiếng chuông xóa đi 108 nỗi buồn phiền trong thế gian, mà còn gắn với lời nguyền về những cuộc tình tan vỡ. Có lời đồn đại rằng, các cặp đôi khi yêu nhau nếu ghé thăm chùa Thiên Mụ thì khi về sẽ chia tay, mỗi người một nơi. Đây là câu chuyện truyền miệng, thế nhưng vì có nhiều sự trùng hợp đến kỳ lạ, nên nhiều cặp đôi vẫn luôn e ngại, không dám dắt nhau ghé vào ngôi chùa cổ kính này. Lời nguyền chia tay bắt nguồn từ câu chuyện tình yêu đầy đau khổ cách đây khoảng 400 năm. Câu chuyện kể rằng, vào thời Nguyễn, khi chúa Nguyễn còn cai trị vùng Đàng Trong, thời kỳ này vấn đề lập gia đình của con cái vẫn luôn nằm trong sự sắp đặt của cha mẹ. Lúc này có một cặp trai gái yêu nhau thắm thiết. Cô là con gái của nhà giàu có, chàng trai sinh ra trong một gia đình đói rách, nghèo khổ. Mối tình đẹp nhưng lại chẳng xứng đôi vừa lứa, bị gia đình nhà gái ngăn cấm. Quá đau khổ, cả hai quyết định trầm mình xuống dòng sông Hương để được ở bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên, lại chỉ có chàng trai một mình chìm xuống dòng nước lạnh lẽo, còn cô gái lại trôi dạt vào bờ và được các ngư dân cứu sống. Thời gian trôi qua, cô gái mất đi người yêu rồi cũng nguôi ngoai về tình yêu buồn và nghe theo cha mẹ đi lấy chồng. Oan hồn chàng trai nằm ở dưới đáy sông Hương, chờ mãi không thấy người yêu, hận cho số phận đau thương của mình nên thường xuyên lảng vảng ở khu vực chùa Thiên Mụ và nguyền cho những đôi tình nhân đến đây cầu duyên đều bị chia ly đôi ngả. Từ đó, những ai đang cô đơn đến đây thành tâm khấn vái thì nhất định sẽ sớm gặp được người trong mộng. Nhưng nếu ai có người yêu rồi mà dắt nhau tới chùa, sợi tơ duyên ắt sẽ đứt. Dù chẳng biết lời nguyền xuất phát từ câu chuyện tình yêu thương tâm cách đây 400 năm có thật hay không, ấy thế mà nhiều người vẫn tin vào chuyện đồn đại ở chùa Thiên Mụ và làm lùn chân không ít cặp tình nhân. Họ không dám dắt tay nhau tham quan ngôi cổ tự linh thiêng và nổi tiếng xứ Huế. Dì Hường, người buôn bán tại khu vực bờ sông chùa Thiên Mụ cho biết, câu chuyện về các cặp đôi khi yêu nhau đến tham quan ngôi chùa rồi khi về thì chia tay là câu chuyện được truyền miệng.
dì nghe người ta kể rằng có thể là vì bà già mặc áo đỏ linh thiêng không muốn nơi thanh tịnh bị các cặp đôi đến đây quấy rầy nên mới khiến họ chia tay. Dì nghe đồn vậy thôi chứ không rõ thực hư vì đây cũng chỉ là tích, không có gì chứng minh đúng sai thực hư cả. Chuyện này người xưa kể lại, mỗi khi kể lại có chút khác nhau, nhưng dì thấy đó cũng là một sự bí ẩn khiến ngôi chùa càng mang vẻ gì đó kỳ bí. Chị Hường, 25 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, lời đồn về các cặp đôi khi đến chùa Thiên Mụ sẽ chia tay là mình xem được ở trên mạng và các hội nhóm về Huế ở Facebook. Nhưng mình chỉ đọc cho biết và cũng không tin vì mình và người yêu đã ở bên nhau suốt 10 năm. Ghé thăm chùa Thiên Mụ là một trong những địa điểm mà tụi mình đã thực hiện được trong chuyến đi du lịch Huế lần này. Để kiểm chứng nguồn gốc cũng như thông tin về lời đồn đó, một nhóm nghiên cứu đã làm một cuộc trò chuyện với sư thầy đang tu hành tại chùa. Thầy chia sẻ, câu chuyện đó được đồn thổi và không có căn cứ nào cả. Đó chỉ là lời truyền miệng của những người dân sinh sống ở quanh nơi này. Có thể họ dựa vào câu chuyện cũ cách đây mấy trăm năm rồi thêu dệt thêm, tạo nên sự kỳ bí để nhiều du khách ghé thăm mà thôi. Sư thầy khẳng định thêm, chùa Thiên Mụ mang lời nguyền chia tay là không có. Ngôi chùa linh thiêng còn là nơi diễn ra lễ hàng thuận. Đây là một nghi thức đặc biệt dành riêng cho một nghi lễ hôn nhân được tổ chức tại chùa. Theo đó, trong nghi lễ này, cô dâu chú rể cũng sẽ được người đại diện là sư trụ trì tuyên bố lý do lễ cầu phúc cho các cặp đôi, chào nhận cưới và nhận lời chúc tụng của hai họ. Như vậy thì làm sao có chuyện các cặp đôi yêu nhau đến đây rồi trở về sẽ chia tay. Lời đồn về lời nguyền chia tay được người đời truyền miệng nhau cho đến tận ngày nay và khiến cho nhân gian dấy lên sự tò mò. Tuy chẳng có gì chứng minh đúng sai, vậy mà có những sự trùng hợp đến lạ lùng khi nhiều cặp nam thanh, nữ tú cùng nhau ghé thăm chùa để rồi lúc đi về thì lại chia tay, khiến lời nguyền đó trở thành nỗi ám ảnh của nhiều cặp đôi yêu nhau ở xứ Huế. Ngược lại, có người nửa tin nửa ngờ về những lời đồn thổi đó muốn xác minh cũng nhau dắt lên chùa. Các cặp đôi có tình yêu và nhân duyên gắn kết bền chặt, khi về họ vẫn vui vẻ bên nhau. Thực tế, lời nguyền chia tay xuất phát từ những câu chuyện nhân gian truyền miệng, để rồi từ lâu nó trở thành một giai thoại trong nhân gian với nhiều dị bản khác nhau. Có người tin, cũng có người chỉ xem là điều mê tín. Chùa Thiên Mụ được xây trên ngọn đồi có hình chữ nhật 76m x 313m, chạy dài theo hướng Bắc, Tây Bắc, Nam, Đông Nam. Về tổng thể kiến trúc chùa được bao bọc bởi một vòng la thành xây bằng đá và gạch mang hình dáng như một con rùa. Bước vào chùa, hai bên là bốn trụ cột sừng sững và uy nghi, phía trước là bảo tháp Phước Duyên. Là một biểu tượng nổi tiếng gắn liền với chùa Thiên Mụ, tháp cao 21m gồm 7 tầng được xây dựng vào năm 1841. Ban đầu, tháp có tên là Tứ Nhân, sau đổi thành Phước Duyên. Lối vào bảo tháp là hai cánh cửa đồng, bên trong có cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng ở trên cùng. Ở trong mỗi tầng đều có xây một bàn thờ đặt tượng Phật. 7 vị Phật trong tháp được gọi là quá khứ thất Phật. Tầng thứ nhất thờ Phật quá khứ Tỳ Bà Thi. Tầng thứ hai thờ Phật Thi Khí. Tầng thứ ba thờ Phật Tỳ Xá Phủ. Tầng thứ tư thờ Phật Câu Lưu Tôn. Tầng thứ năm thờ Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Tầng thứ sáu thờ Phật Ca Diếp. Tầng thứ bảy thờ Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật. Phía trước tháp là đình Hương Nguyện, nơi dừng chân để nhà vua tĩnh túc trước khi vào lễ chùa, nay chỉ còn lại nền móng của công trình. Sau trận bão năm 1904, kiến trúc đình Hương Nguyện được đưa vào đặt trên nền điện địa tạng. Ở hai bên đình có hai nhà tứ giác, nhà bia bên trái phía đông nói về việc xây dựng ngôi bảo tháp Phước Duyên, gọi là bia ngự chế thiên mụ tự Phước Duyên Bảo Tháp Bi. Nhà bia bên phải, phía tây, khắc 8 bài thơ của vua Thiệu Trị và nhà vua đã xếp chùa Thiên Mụ là thắng cảnh thứ thần kinh nhị thập cảnh. Hai bên tháp Phước Duyên có hai nhà lục giác xây theo dạng cổ lâu. Nhà bia bên trái, phía đông, đặt tấm bia dựng trên một lưng con rùa bằng cẩm thạch trắng, khắc bài văn của chúa Nguyễn Phúc Chu nói về việc xây dựng chùa. Nhà bên phải, phía tây, đặt một chiếc chuông lớn. Chùa Thiên Mụ có hai quả chuông. Một quả chuông được đúc vào năm Canh Dần 1710, đặt trong một ngôi nhà bát giác ở phía bên trái tháp Phước Duyên nhìn từ ngoài cổng vào. Chuông cao 2,5m, đường kính miệng 1,4m, cân nặng là 3.285 kg.
Trên chuông có khắc bái minh của chúa Nguyễn Phúc Chu, chú nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Chuông này hiện nay chỉ được đặt như một pháp khí của chùa mà không đánh. Còn tiếng chuông Thiên Mụ thường được nhắc đến trong ca dao là tiếng chuông được đúc vào năm Gia Long thứ 14 năm 1817, đặt trên lầu chuông bên trái cổng chùa dẫn vào điện Đại Hùng. Chùa Thiên Mụ cấu thành từ một hàm lượng hợp kim đặc biệt, lại mang trong mình giá trị tâm linh nên tạo ra âm sắc vang xa, bay vút lên trời cao thấu đến lòng người, khiến tâm thanh thản, rũ sạch bụi trần. Nhà vua cũng cho xây dựng hai tiểu đình trước nghi môn để dựng bia đá bài minh Thiên Mụ Trung Thanh. Bài minh có đoạn: Bách bát hồng thanh tiêu bách kết, tam thiên thế giới tỉnh tam duyên, nghĩa là 108 tiếng chuông tiêu tan trăm nội oan kết muộn phiền, 3000 thế giới tỉnh ba duyên. Thượng tọa Thích Chí Tự, trụ trì của chùa cho biết: Từ xưa đến nay, chuông vẫn đánh mỗi ngày 2 lần, lúc 19:30 và 3:30 sáng. Mỗi lần đánh trong thời gian 60 phút bằng 108 tiếng chuông để xóa đi 108 nỗi buồn phiền ở trong thế gian. Khi được hỏi về con số 108, vị Hoàng thượng điềm đạm cho biết: Theo giáo lý nhà Phật, chúng sinh trong tam giới, gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đều có chung bát khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ, oán tản hội, ách biệt ly khổ và cầu bất đắc khổ. Từ căn bản của 8 điều khổ sẽ dẫn đến 108 nỗi phiền não được chia nhỏ theo trạng thái tâm lý tình cảm. Và trong mỗi tiếng chuông đều mang theo tâm nguyện từ bi gửi gắm đến chúng sinh, giải tỏa những nỗi oan khiên chán trường. Phía sau tháp Phước Duyên còn có hai tấm bia đá dựng lộ thiên, bia nhỏ đặt ở gần đế tháp Phước Duyên, nội dung ghi lại việc vua Thành Thái cho đại trùng tu tháp năm 1899. Bia lớn được dựng vào năm 1920, khắc bài thơ của vua Khải Định, làm nhân một dịp viếng cảnh chùa. Cổng Tam Quan là cửa chính để đi vào lễ chùa. Cửa có kết cấu hai tầng, theo sử sách xưa và một số tấm ảnh hiếm hoi của người nước ngoài chụp. Có một số bức tranh ở phía trên hai cổng Tam Quan dẫn vào chùa, cạnh phía sau tháp Phước Duyên. Bức tranh này vẽ một con rồng lớn với nhiều họa tiết trang trí đẹp mắt đang ngự trị giữa bầu trời có nhiều mây. Bên cạnh đó, phần mái ở cổng Tam Quan được lợp ngói bằng các góc được trang trí họa tiết rồng. Vách được xây bằng gạch, mỗi vách có đắp một bức tượng hộ pháp để trấn giữ cho chùa. Nhìn lên tầng 2 của cổng là nơi thờ chúa Nguyễn Hoàng và bà Thiên Mụ. Là cổng chính dẫn vào ngôi chùa, cổng Tam Quan có tường làm bằng gạch xưa, sàn làm bằng gỗ, có 3 lối đi. Mỗi lối đi có 2 cửa ván, 2 cánh bằng gỗ, được bó bằng đai và đinh hồng. Hai bên các lối đi có tượng hộ pháp trấn giữ. Không biết vì lý do gì, sau thời phong kiến kết thúc vào năm 1945, bức tranh ở tầng 2 cổng Tam Quan chùa Thiên Mụ đã bị quét vôi che lại. Kể từ đó, du khách và người dân khi đến thăm chùa chiêm bái đã không còn cơ hội để ngắm tác phẩm nghệ thuật độc đáo này nữa. Qua nhiều đợt tu bổ ngôi chùa, trong đó đợt tu bổ kéo dài từ năm 2003 đến năm 2006 là đợt tu bổ quy mô lớn tại chùa Thiên Mụ. Các thợ đã tiến hành bóc tách các lớp vôi màu 5 đến 7 lớp và phát hiện ra dưới hình vẽ trang trí là bức tranh nói trên. Để tu bổ bảo tồn các bức họa, đồng thời đáp ứng yêu cầu tăng ni Phật tử, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu quy trình kỹ thuật, thận trọng bóc tách lớp vôi để bộc lộ tranh vẽ, tu bổ tranh vẽ theo kỹ thuật phục chế, dùng hóa chất bảo quản chống dính và giữ màu, sau đó bồi giấy bản và trên đó mới dùng vôi màu. Sau khi tu bổ, tranh đã một lần nữa được che lại. Ngày 12 tháng 10, tại địa điểm này, vị trí tầng 2 cổng Tam Quan có bức tranh rồng đã được đóng lại bởi các thanh gỗ nẹp vào nhau. Khi được hỏi về bức tranh này, nhiều sư trong chùa cũng lắc đầu không biết. Tiến sĩ Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào thời điểm trùng tu chùa Thiên Mụ năm 2003 đến năm 2006, ông Hải là thành viên của hội đồng trùng tu do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư. Chùa Thiên Mụ dưới thời vua Nguyễn đóng đô tại Huế được phong là quốc tự, là ngôi chùa của cung đình nên có nhiều trang trí mỹ thuật gắn liền với cung đình Huế. Bức tranh trên cổng Tam Quan xuất hiện muộn vào đời vua Khải Định, Bảo Đại năm 1916 đến năm 1945, trong một thời gian ngắn thì bị che lại. Ở một ảnh chụp của các nhiếp ảnh gia phương Tây vào năm 1927, thời vua Bảo Đại
năm 1925 đến năm 1945. Bức tranh rồng ở cổng Tam Quan chưa có. Nguyên do là sau thời vua Nguyễn gắn liền với cung đình, với chùa Thiên Mụ thì các thầy trong chùa không muốn ảnh hưởng của nho giáo mà chỉ chuyên tâm tu tập nên đã cho quét vôi che đi bức tranh đó, tiến sĩ Hải cho hay. Ở đợt trùng tu năm 2003 đến năm 2006, hội đồng đã tham khảo ý kiến của nhà chùa và cũng được các thầy cho ý kiến là vẫn nên phủ kín bức tranh. Tôn trọng ý kiến nhà chùa, bức tranh rồng sau khi lộ ra và phục chế, một lần nữa được che lại. Cửa bên trái của cổng đề ba chữ Đại Từ Bi. Cửa bên phải đề ba chữ Đại Trí Tuệ. Ở một lối đi hai bên đều có đắp hai tượng hộ pháp làm bằng đất sét và chấu. Cốt làm bằng mây và tre, thường được gọi là thập nhị tướng quân Dược Xoa. Mỗi một pho tượng mang một nét mặt khác nhau, dáng điệu khác nhau. Tầng trên cửa Tam Quan đặt tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế và Ngài Hộ Pháp. Hai bên còn thiết kế lầu chuông, lầu trống có từ thời vua Gia Long. Bước qua khỏi cửa Tam Quan là một sân rộng có hai bên nhà lôi ra. Bên trong có đặt các tượng hộ pháp. Tượng được đắp bằng đất sét và tô màu ngũ sắc với những đường nét sinh động, sinh tướng khác nhau. Ba lối đi vào Đại Điện Hùng được trồng những hàng cây tùng xanh biếc, tạo nên một không gian thuần khiết, tịnh tâm, tự tại. Điện Định Hùng nằm ở vị trí của khuôn viên nhà chùa. Đại Điện Hùng là một tòa nhà kép, tiền doanh có 5 gian, 2 trái. Chính doanh 3 gian, 2 trái. Chính giữa, nóc tiền đường trang trí pháp luân. Trên nóc chính đường, hai bên trang trí hai con rồng uốn lượn trầu vào một mặt trời với 7 ngọn lửa vươn lên tạo thành hình hoa sen hàm tiếu. Trong các ô hộc trên các liên ba, đố bản là những hình vẽ trình bày các đề tài về hoa lá và hình ảnh kể lại về sự tích của Đức Phật khi ra đời đến lúc xuất gia và thành đạo. Gian giữa của tiền đường đặt bức tượng Phật Di Lặc lớn đúc bằng đồng. Nụ cười của tượng Phật này như đem lại nguồn lạc quan, sự thanh nhàn, sự may mắn và sự hiếu thuận bất tận cho thế gian. Ngoài pho tượng Di Lặc trong Điện Đại Hùng còn lưu giữ hai cổ vật hết sức quý giá. Đó là chiếc khánh đồng được đúc vào năm 1677, treo trên giá gỗ và có lịch sử hơn 300 năm và bức hoành phi đề bốn chữ Linh Thứ Cao Phong do chính tay Chúa Nguyễn Phúc Chu để tặng năm 1714. Phía bên trong chính điện là cách bài trí thờ phụng uy nghiêm và trang trọng. Gian chính giữa bàn thờ đặt trên cao có ba pho tượng đồng lớn. Ở giữa là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, bên trái là Đức Phật A Di Đà, bên phải là Đức Phật Di Lặc. Cách thờ tự này có ý nghĩa là tam thế Phật, biểu tượng cho ba thì, quá khứ, hiện tại và vị lai. Bàn thờ bên dưới có tượng Phật Thích Ca đang niệm hoa thuyết pháp. Dưới chân tượng tam thế Phật là các pho tượng quá khứ thất Phật được đưa vào bảo tháp Phước Duyên vào thờ tự. Bên gian trái có tượng Ngài Sư Lợi Văn Phủ Bồ Tát cưỡi trên lưng một con sư tử có bờm vàng, biểu trưng cho phẩm hạnh đạo đức nhân ái. Ở bên gian trái có tượng Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát an tọa trên đài hoa sen đặt trên lưng con voi trắng, biểu tượng cho trí tuệ hiểu biết sâu xa và quảng bác. Ngoài ra, ở hai bên dãy nhà thờ đặt sát vách tường là tượng của 18 vị La Hán và 10 viện thập điện Minh Vương. Đây cũng là không gian để dành cho những vị khách cung kính thành tâm chiêm bái và hướng về những điều tốt đẹp. Phía sau Đại Điện Hùng là bàn thờ tổ thể hiện triết lý của người Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Trên bàn thờ thiết đặt long vị của vị tổ khai sơn chùa được đặt chính giữa và hai bên là bài vị của các vị chủ trì kế tiếp. Bên trái sau Điện Đại Hùng là dãy nhà tăng. Đặc biệt, nơi đây có trưng bày và bảo quản chiếc xe ô tô cũng như nhiều bức ảnh của Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã đi trên chiếc xe này từ chùa Ấn Quang đến ngã tư đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, tẩm xăng vào người tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo. Sau khi chính thể độc tài ấy bị lật đổ, chiếc xe đã được chuyển về Huế để làm kỷ niệm, nơi đầu tiên bùng lên ngọn lửa đấu tranh của phong trào Phật giáo Việt Nam. Đi qua một khoảng sân rộng trang trí nhiều cây cảnh là Điện Địa Tạng, nơi thờ Phật Địa Tạng, vị Phật cứu độ chúng sinh dưới cõi âm ti địa ngục. Cách một vườn cây gỗ xến là Điện Quán Âm, nơi thờ Phật Bà Quan Âm và Thập Điện Minh Vương. Hai bên lối đi nhỏ với những hàng thông xanh mướt cùng vườn hoa, cây cảnh,
thiên nhiên và kiến trúc ở đây đã được kết hợp với nhau một cách hài hòa. Tại đây, cái tôi của mỗi chúng sinh như được tĩnh tâm, như nỗi ưu tư và lo lắng đều như được để lại sau lưng. Cuối khu vườn là bảo tháp, nơi an táng thi hài của vị cố hoàng thượng Thích Đôn Hậu. Vị trụ trì nổi tiếng của chùa Thiên Mụ là vị sư có nhiều cống hiến cho đạo Pháp và dân tộc. Về mặt lịch sử của chùa Thiên Mụ đã gắn liền với nhà Nguyễn trong một thời gian dài gần 4 thế kỷ, năm 1558 và năm 1945. Đây là một trong những thời kỳ lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển và trưởng thành của đất nước và dân tộc. Ngôi chùa còn cho thấy triết lý chính trị, cư nho mộ thích của các vua chúa nhà Nguyễn. Về mặt văn hóa nói chung và thẩm mỹ nói riêng, các công trình kiến trúc và các hiện vật đang được lưu giữ tại chùa Thiên Mụ là bằng chứng cho bước đi của một ngôi chùa Việt và của cả một mảng văn hóa Phú Xuân, Huế. Vừa rồi là những thông tin mà Tuyệt Mật TV muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng các bạn có những trải nghiệm thú vị. Hãy like và subscribe để ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!